Chào Hảo, xin chào mọi người, lại là mình Hải kia ra đây. Và đến thời điểm hiện tại thì mình đã hoàn thành xong một năm gap year của mình. Dành cho những bạn nào chưa biết thì gap year là khoảng thời gian tạm dừng sau một quá trình học tập, làm việc, tạm gác lại các công việc học tập chính quy sang một bên nhằm mục đích nghỉ ngơi, khám phá bản thân và thực hiện các kế hoạch khác. Gap year thường sẽ kéo dài 12 tháng hoặc nhiều hơn, thường xảy ra ở học sinh, sinh viên khi chuyển cấp, ví dụ như từ cấp 3 lên đại học hoặc sau đại học. Mình tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2022 và cái thời điểm đấy thì Trung Quốc chưa có bất cứ một cái thông tin cũng như là thông báo nào về cái việc là du học sinh sẽ được quay trở về Trung Quốc. Và như các bạn đã biết thì nếu như mà mình muốn nhập học vào kỳ thu của năm 2022, có nghĩa là tháng 9 á, thì mình phải nộp hồ sơ cũng như là các giấy tờ liên quan để apply học bổng cho nhà trường từ tầm tháng 1 cho đến tháng 3 của năm đó rồi. Và trước những cái sự không chắc chắn như thế thì bản thân mình không có nhu cầu, mình không cam tâm, mình không cần lòng trở thành du học sinh online thêm bất cứ một lần nào nữa. Còn lý do mà mình chưa đi làm đó là bởi vì mình cảm thấy mình chưa sẵn sàng ý. Kiểu mình cảm thấy mình vẫn còn bé. Mọi người, mình không biết là mọi người có cái suy nghĩ này không, nhưng mà thực sự là từ cái khoảng thời gian bùng dịch là 2020 cho đến bây giờ, cái suy nghĩ của mình vẫn luôn luôn nghĩ là mình là một người 20 tuổi mọi người ạ. Và mình cảm thấy là ok, bây giờ đi làm thì mình vẫn còn kiểu vẫn còn non ý. Và mình cảm thấy là những cái sự tự do bay nhảy ở ngoài kia nó thu hút mình hơn rất là nhiều so với cái việc là phải gò bó ngay mình vào trong cái khuôn khổ đi làm công sở rồi là làm việc 7-8-9 tiếng một ngày. Trong quãng thời gian gap year thì mình đã chuyển ra ngoài và sống một mình ở Hà Nội, và đồng nghĩa với việc là mình phải hoàn toàn tự chi trả cho cuộc sống của mình. Yes. 아리차게 차려오는 왼쪽 발에 잠이 든 널 깨우고 싶지 않아서 또 한참을 굳어 있어 방부석처럼 내 곁에서 쉬게 해주고 싶은 이 마음 알까 조금은 서운해지곤 해 좀 더 얘기하고 싶었는데 mình làm nghề gì để kiếm sống. Đây là một câu hỏi mà thực sự là mỗi lần mình mở Q&A ra là tất cả không có lần nào là không có ai không hỏi câu này cả. Công việc chính của mình thì vẫn là sản xuất các nội dung ở trên những cái nền tảng xã hội thôi. Thì mình có YouTube này, mình có TikTok, mình có Facebook, mình có Instagram. Thì mình có sản xuất những cái video cũng như là những cái hình ảnh trên mạng xã hội này. Và mình có nhận được thu nhập từ YouTube cũng được một vài năm nay rồi. Cái việc mà mình giúp các nhãn hàng quảng bá cái sản phẩm của họ ở trên kênh truyền thông của mình thì cũng giúp mình thu về một phần lợi nhuận. Và ngoài ra thì mình cũng nhận một vài cái công việc dịch thuật từ công ty cũ của mình mà hồi trước mình làm ở bên Trung Quốc á. Thì chung quy lại là những việc này nó cũng chỉ đủ cho mình gọi là kiểu kiếm sống thôi, chứ chưa được gọi là kiếm tiền. Chào Hảo, xin chào mọi người, lại là mình Hà Kia ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mặc dù nói rất kia là dừng lại việc học, thế nhưng mình sẽ thực sự cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình nếu như mà mình hoàn toàn cách ly sách vở. Thế nên là trong năm vừa qua, mặc dù rất là tâm huyết về chuyện đi chơi, thế nhưng mình vẫn có dành ra được một chút ít thời gian cho việc học, cụ thể là việc học tiếng Anh. Mình đã đăng ký một vài những cái lớp cũng như là khóa học tiếng Anh ở trên những nền tảng khác nhau, và trong đó thì có Cambly là cái nơi mà mình hay lên đây để luyện nói tiếng Anh ấy. Và trùng hợp một cái là nó cũng giống với cái hồi đại học mình đi học, đấy chính là ở trong lớp có rất là nhiều bạn đến từ những quốc gia khác nhau. It's great today because everybody is from a different country, so we should be able to learn a lot about each other's countries. I'd like you each to share three things that happened in your life this week. So the first thing, the rose, this is something positive that happened. The second thing is something difficult, and then third is something in the future. Okay, so actually this week I moved out and start living by my own. So yeah, you know, there are so many things I have to care about. I need to buy the furniture, I have to pay for so many bills, and it makes me oh my god, I don't know how to figure it out. Yes, but I hope that like in the next few days or next few weeks I can settle down in this new city. Yeah, wow, that's a big change. I'm sure you will soon settle in and feel comfortable at home. Trước đây thì mình cũng đã tham gia những khóa học từ giao tiếp cho đến cả IELTS trên Cambly rồi. Thế nhưng mà hồi đấy là mình học một cơ. Bởi vậy mà lần này khi mà mình quay lại sử dụng Cambly một lần nữa thì mình cảm thấy rất là bất ngờ với cái tính năng học nhóm mới, và nó giúp cho mình kiểu như là có lại tìm lại được cái cảm giác trường lớp mỗi khi mà học chung với các bạn. Vậy thì mình sẽ được trải nghiệm những gì ở Cambly? Thứ nhất là bọn mình sẽ được học cùng với giáo viên người bản địa. Cái này thì mọi người hoàn toàn có thể tự tay lựa chọn giáo viên này, chủ đề cũng như là khung giờ học. Và sau khi mỗi lớp học kết thúc ý, thì bọn mình sẽ có một cái PPT bài giảng cũng như là video recording của ngày hôm đó để có thể xem lại. Tiếp theo là mọi người sẽ được học cùng với những cái bạn đến từ những quốc gia khác nhau. Và mình cảm thấy là những cái bạn mà cùng sử dụng Cambly đấy, mọi người đều rất là ham học hỏi, mọi người không hề sợ sai luôn. Nhờ đó mà mình có thêm động lực để nói chuyện cũng như là phát biểu nhiều hơn. Nói đúng thì đúng mà nói sai thì sẽ có tutor của bọn mình giúp bọn mình sửa lỗi. On this word, Kiara, you can just pronounce it as like Asia. 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 Okay, Asia. What do you find the most difficult in learning English? I don't know many words. When I talk, I cannot say anything English quickly. Quick response. Yeah, that's normal. You are Japanese, so you are thinking in Japanese. So there is a delay, so you think Japanese, then you have to change it into English. And then you can speak. So this is completely normal. Thực sự là có rất là nhiều những cái cô chú anh chị người ta lớn tuổi rồi, người ta đã đi làm, người ta đã sinh con, nhưng mà người ta vẫn dành thời gian cho việc học tiếng Anh, khiến cho mình cảm thấy là ok, bây giờ các cô chú đều là những người có tuổi rồi nhưng mọi người vẫn không từ bỏ việc học, vẫn dành ra được thời gian để học tiếng Anh. Thì mình, một người trẻ như thế này, mình đâu có lý do gì để có thể trốn tránh việc học được, đúng không? Và tất nhiên dành cho các bạn followers của mình thì chúng ta sẽ có một code giảm giá 30% dành cho khóa học 12 tháng khi mà đăng ký cả Cambly Group và Cambly 11 nha. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I. Một năm gap year, 4 vùng đất, 28 thành phố, những chuyến đi xuyên suốt cả 4 mùa xuân hạ thu đông từ Nam ra Bắc thực sự là tài sản lớn nhất và tự hào nhất mà mình có được trong năm vừa rồi. Với mình, dù bận dù nghèo đến mấy thì mình vẫn sẽ dành ra một khoản tiền để đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần. Dư giả thì mình đi máy bay, đi nước ngoài, chi phí eo hẹp thì mình cứ lên ô tô đi gần gần thôi cũng được, miễn được đi là mình vui rồi. Mình nhận ra rằng sau mỗi chuyến đi thì mình đều học được thêm rất là nhiều điều, gặp gỡ thêm nhiều người mới. Mình từng đọc ở đâu đó rằng mỗi chúng ta sẽ có những trải nghiệm của riêng mình, không ai giống ai, cũng không ai trải hết được mọi chuyện ở trong cuộc sống. Bởi vậy mà việc gặp gỡ, trò chuyện rồi chia sẻ với mọi người xung quanh cũng là một cách để bọn mình học hỏi kinh nghiệm từ họ và rút ra bài học cho chính mình. Ê, cậu sinh nhật 22 tuổi, cậu có cảm xúc gì không? Tớ chả thấy gì. Chưa bao giờ dám cắt tóc mái cả. Lo quá vì không biết nữa, nhưng mà thôi cứ thử nha. Đời sống mấy khi đúng không?
Nhờ có nhiều thời gian ở nhà, cuối cùng thì mình cũng đã hết cơ hội đổ lỗi cho sự bận. Nhờ đó mà mình chăm đi tập thể dục hơn, mình đi gym, đi pilates và cũng không còn cố gắng giảm cân tiêu cực như trước nữa. Ăn uống cũng thoải mái hơn và trộm vía là hơn nửa năm nay thì mình cũng không đau ốm gì cả. Thể lực cũng đủ đầy cho các chuyến đi dài. Lời đầu tiên mình không muốn nói gì nhiều ngoài việc cảm ơn mọi người rất nhiều, bởi vì thời tiết như này mọi người vẫn có ở đây. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một phần Q&A nho nhỏ do các bạn đã đặt câu hỏi cho mình ở trên Instagram. Và bây giờ thì mình đang đi ra công viên và mình sẽ tìm một chỗ ngồi để trả lời câu hỏi các bạn nhé. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó chính là: chị có định học lên cao học không ạ? Thì thực sự là học lên cao học, tức là kiểu học thạc sĩ, nó luôn luôn nằm ở trong những cái dự định của mình. Đấy, thì mọi người đã biết là trước đây trong cái quãng thời gian đi du học đại học thì mình chỉ được học có 1.5 năm ở bên Trung Quốc thôi, còn lại là mình đã phải học online tại nhà. Nói chung thì đối với mình, đi học nó không chỉ đơn thuần là học thôi đâu, mà nó cũng là một cái cơ hội để cho mình có thể mở mang những cái kiến thức bên ngoài, gặp những người mới rồi trải nghiệm những cái văn hóa mới. Thế nhưng đi học cao học nó vẫn là một cái quyết định gì đó mà thực sự rất là cần cái thời gian mình bỏ ra để suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn. Đơn giản bởi vì khi mà học cao học thì nó sẽ thiên sâu về cái mặt nghiên cứu ý, thì mình cần phải đi vào đúng cái ngành mà mình học, chứ không thể nào mà học đại như đại học được. Câu hỏi số 2, chị có cảm thấy 1 năm gap year xứng đáng không ạ? Thực ra thì mình cảm thấy lúc nọ lúc kia, bởi vì có những lúc mình rất là hài lòng với cuộc sống của mình. Khi mà mình có đủ thời gian để có thể tự do là những điều mình thích này, rồi nói chung là rất là thoải mái. Thế nhưng con người này khổ cái là peer pressure rất là nặng. Thế là kiểu khi mà mình thấy những cái bạn xung quanh mình, khi mà mọi người tốt nghiệp rồi ý, có hai hướng: một là các bạn đi làm rất là ổn định rồi là thăng tiến trong công việc này, hai là các bạn đi du học cao học và có những cái trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời ở những đất nước khác. Thì mình cũng cảm thấy khá là, chả biết nữa, khá là kiểu tủi thân, khá là chạnh lòng. Kiểu cũng hơi tự trách bản thân là tại sao trước đây không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng, không đi du học thạc sĩ luôn đi, không đi làm luôn đi. Đấy, thì mình cảm thấy là mình hơi bị thiếu trải nghiệm và kinh nghiệm so với các bạn của mình. Thế nhưng mà bù lại thì các bạn mình cũng kiểu rất là ao ước với cuộc sống của mình ấy. Có nghĩa là mình được đi chơi thoải mái, tự do này, không bị giờ giấc ép buộc, không phải đi ra khỏi nhà ở Hà Nội vào cái giờ cao điểm kinh khủng khiếp đấy. Chứ cho cùng nó vẫn là một cái sự... Câu hỏi tiếp theo, những thứ chị nhận được khi gap year. Nếu như mọi người theo dõi video của mình từ đầu cho đến bây giờ thì cũng đã biết được là mình đã nhận được những gì rồi đúng không? Còn về thứ mình nhận được ngoài những cái điều kiểu tích cực đấy ra thì mình nhận được rất là nhiều cuộc gọi điện từ gia đình mọi người ạ. Hồi đấy thì ba mẹ mình cũng khá là lo lắng, kiểu như là con bé này nó cứ suốt ngày thấy nó ở nhà này, không thấy nó đi làm, không thấy nó làm gì cả, thì không biết là con gái của mình kiếm sống kiểu gì. Và không chỉ ba mẹ mình thôi đâu, mà kiểu cả họ hàng, những người xung quanh và yêu thương mình, mọi người cũng khá là lo lắng. Thì mình cũng chỉ trêu ba mẹ mình là thôi bây giờ con vẫn kiểu vẫn còn sống được ý, còn bao giờ mà cảm thấy chết đói thì con sẽ đi làm sau. Mọi người cũng rất là giục mình đi làm, nhưng mà sau cùng thì mình cứ túc tắc và trang trải được cuộc sống của mình thì ba mẹ mình cũng cảm thấy yên tâm hơn và không giục mình đi làm nữa. Nói chung thì làm gì thì làm, nhưng mà đến tuổi này khi mà lựa chọn gap year thì mình cũng không nên để cho bản thân trở thành một cái gánh nặng của gia đình, đặc biệt là gánh nặng về mặt kinh tế. Chị còn cảm thấy tiếc nuối điều gì không ạ? Mình có thể nói là mình là một người kiểu khá là tham vọng, khá là có nhiều mục tiêu ấy. Thế nên là tự đánh giá thì mình thấy là cái quãng thời gian gap year này nó cũng chưa được theo như ý mình mong muốn cho lắm. Mặc dù cái sai của mình là ngay từ đầu tiên mình đã không có một kế hoạch rõ ràng, thành ra là
kiểu mọi thứ nó cứ hơi bị chill quá ấy. Còn trước đây thì mình là một người sống khá là kỷ luật, có nghĩa là kiểu hôm nay đặt ra những cái gì là mình sẽ cố gắng bằng được làm cho hết những cái thứ đấy rồi mới bắt đầu tính đến những chuyện khác. Còn bây giờ thì không, mình sẽ ưu tiên cái việc nghỉ ngơi lên trên đầu tiên nhất. Cũng nhờ cái việc mà sống quá là chill thì bây giờ mình cảm thấy là cái khả năng tập trung của mình nó bị giảm sút, kiểu làm việc hay bị sao nhãng hơn và cũng kém hiệu quả hơn. Và cũng từ đó thì cái khả năng chịu áp lực của mình nó bị giảm bớt đi. Trong cái quãng thời gian vừa rồi, có những cái hôm mình không làm gì ngoài việc nằm trên sofa và lướt điện thoại cả một ngày. Kiểu như là mình biết mình không nên làm như thế, nhưng mà mình vẫn chơi ở trong cái sự tội lỗi đấy. Là mình thực sự hy vọng là mình đã chăm chỉ hơn một chút chút, làm việc có kế hoạch hơn một chút chút và kỷ luật hơn một chút chút. Câu hỏi tiếp theo đó chính là điều tuyệt vời nhất mà chị học được trong quãng thời gian gap year này. Không bao giờ quá muộn để học. Đối với mình nói thì việc học và đi làm thì nó là chuyện cả đời luôn ý. Và trong quãng thời gian này thì mình cũng đã suy nghĩ lại một vài những cái chuyện trước đây. Ví dụ như kiểu ở bên Nam Kinh, kiểu trong lớp mình thôi đi, thì có rất là nhiều những cái anh chị hơn tuổi mình, nhưng mà mọi người đi học năm nhất, khóa 2018. Đấy, có rất là ít bạn sinh năm 2000 thôi, còn đâu là các bạn sinh năm 98 cũng có, thậm chí 95, 93 cũng có. Thế là mình cảm thấy là việc học ý là cái thứ mà mình nên làm nó khi mà mình thực sự muốn làm. Và câu hỏi cuối cùng ở trong video ngày hôm nay đó chính là dự định tương lai của chị là gì ạ? Thực ra thì cái này nó vẫn chỉ là những cái dự định của mình thôi, mình cũng không biết chắc chắn là nó có được thực hiện hóa hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm một công việc nào đó để có thể trải nghiệm cái cuộc sống đi làm, trải nghiệm cuộc sống văn phòng ở Hà Nội chẳng hạn. Đấy, thì mình nghĩ là mình sẽ đi theo cái hướng này. Còn mình có làm được hay không thì mọi người hãy theo dõi mình ở trên YouTube hoặc là ở trên Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác nhé. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng với mình ở trong hành trình gap year này. Thực sự nếu như mà không có mọi người hỏi mình về cái hành trình này thì chắc chắn là sẽ không có cái video này, và mình cũng sẽ không có cơ hội nào để mà nhìn lại cái hành trình này của mình cả. Và mình cũng hy vọng là thông qua cái video ngày hôm nay thì mọi người cũng có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra câu trả lời cho chính mình, đó chính là có nên gap year hay không. Mình nghĩ là với mỗi một người thì sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác nhau thôi, thế nhưng mà mọi người có thể sử dụng cái video này kiểu như là để tham khảo ý, và từ đó rút ra những cái bài học, xây dựng lên một cái kế hoạch gap year thật là phù hợp với mọi người và hữu ích nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với mình ở trên hành trình này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xe xe la, bye bye.